và sau đây là những phần tin liên quan đến Hoa Kỳ thưa quý vị. Tòa Bạch ốc tuyên bố đang nỗ lực hạ giá nhà ở để bảo vệ người thuê nhà. Những nỗ lực của Tòa Bạch ốc để nhằm mục đích giảm chi phí nhà ở bao gồm có việc giảm các rào cản xây dựng, mở rộng tài chính cho nhà ở giá cả phải chăng, tiết kiệm năng lượng và linh hoạt thúc đẩy các cơ hội chuyển đổi từ bất động sản thương mại sang nhà ở, đặc biệt nhà ở giá rẻ và không phát thải. Tòa Bạch ốc cho biết với sự hỗ trợ từ chương trình Home ở trong gói kế hoạch cứu trợ thì sẽ có thêm ít nhất là 20.000 nhà ở giá cả phải chăng và hỗ trợ thêm cho 23.000 gia đình được thuê với giá rẻ. Chính quyền Tổng thống Biden thông qua chương trình trị giá là 85 triệu Mỹ Kim của Bộ Phát triển Đô thị và Nhà ở sẽ loại bỏ các rào cản về giá như cả của nhà ở giá rẻ do các hạn chế phân vùng tạo ra. Trong khi đó, Bộ Giao thông Vận tải thông qua chương trình tái kết nối các cộng đồng và vùng lân cận cung cấp 3.16 tỷ Mỹ Kim cho các dự án xây dựng cơ bản của các công ty gặp khó khăn. Cơ quan bảo vệ môi trường cũng có quỹ giảm thiểu hiệu ứng nhà kính trị giá là 27 tỷ, cung cấp kinh phí trang bị thêm cho các ngôi nhà hiện nay có các giải pháp ô nhiễm và các chi phí tiện ích. Tòa án hủy bỏ đơn kiện của ông Donald Trump kiện đại CNN vì ông Trump cho rằng đài CNN gọi ông là dối trá quá mức một vị thẩm phán liên bang đã dẹp qua một bên vụ kiện phỉ bán mà tiền bồi thường chỉ giá tới 475 triệu Mỹ Kim do cựu Tổng thống Donald Trump đưa ra để chống lại đài CNN vì đã so sánh ông với nhà độc tài Adolf Hitler của Đức Quốc xã hồi thế kỷ trước trong phán quyết dẹp bỏ vụ kiện do ông Trump đưa ra, thẩm phán Singo viết rằng việc đài CNN dùng cụm từ dối trá quá mức để phê bình sự kiện ông Trump thách thức kết quả cuộc bầu cử không cần thiết phải dẫn tới kết luận rằng ông Trump đã bị đài CNN phỉ bán. Thẩm phán Singo từng được ông Trump bổ nhiệm vào chức vụ này tuyên bố rằng lời phê bình của đài CNN chỉ là ý kiến mà thôi, vì thế ông Trump không thể kiện hệ thống truyền hình này về tội phỉ bán. Ông Trump lập luận rằng, việc dùng cụm từ so sánh ông với Adolf Hitler tạo nên một sự liên kết sai lầm và dễ kích động quần chúng. Sau thất bại trong vụ kiện đại CNN, ứng cử viên Tổng thống Donald Trump của đảng Cộng hòa đang còn phải đối phó với nhiều trận chiến pháp lý khác nữa. Trong đó, có lẽ trầm trọng nhất đó là vụ ông Trump quản lý tồi tệ các tài liệu mật của chính phủ Hoa Kỳ mà ông đã đem về lưu giữ tại biệt thự của ông ở Mar-a-Lago của tiểu bang Florida sau khi ông kết thúc nhiệm kỳ tổng thống hồi năm 2021. Bên cạnh đó, ông Trump cũng tự nhận mình là ứng cử viên Đảng Cộng hòa giỏi nhất cho cuộc bầu cử năm tới. Donald Trump từng tuyên bố là ông là ứng cử viên giỏi nhất, sẽ giúp cho Đảng Cộng hòa giành lại được tòa Bạch Ốc trong cuộc bầu cử tổng thống năm tới. Ông ta tuyên bố như vậy bất chấp việc ông ta đang bị truy tố hình sự thêm một vụ nữa. Cựu Tổng thống phát biểu tại buổi gây quỹ Lincoln Dinner ở tại Des Moines thuộc tiểu bang Iowa rằng cuộc bầu cử năm tới là cơ hội cuối cùng của chúng ta giải cứu nước Mỹ và chỉ có một ứng cử viên duy nhất mà quý vị đã biết đến đó là tôi. Hầu hết các ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa đều tham dự chương trình này. Trong đó có đối thủ chính của Donald Trump, đó là Ron DeSantis, thống đốc của Florida. Chương trình này là lần đầu tiên Donald Trump và DeSantis cùng ở một nơi ở tại Iowa kể từ khi ông DeSantis tuyên bố tranh cử. Dù lớn cử viên Cộng hòa đang xếp thứ nhì trong các cuộc thăm dò, nhưng vị thống đốc Florida lại thua xa cựu tổng thống Trump. Theo dữ liệu của trang web tin chính trị mang tên là Real Clear Politics, thì ông DeSantis đã thua ông Trump tới 34 điểm. Trong bài phát biểu trước đó cũng tại Lincoln Dinner, ông DeSantis tránh nhắc tới ông Trump mà chỉ khoe thành tích làm thống đốc của Florida của mình. Cựu Tổng thống Trump tham dự chương trình này và thời điểm hệ trọng trong cuộc vận động tranh cử. Ông đang bị truy tố một lần nữa, lần này thì liên quan đến vụ tài liệu mật ở Mar-a-Lago. Sau hai lần cựu Tổng thống Trump bị truy tố gần đây, tỷ lệ cử tri ủng hộ cho ông ta cũng như là số tiền ông ta gây quỹ đều gia tăng. Nhưng không rõ là lần này ông còn được như vậy hay không. Vẫn tư liên quan tới Hoa Kỳ. Cảnh sát tại thành phố New Orleans của tiểu bang Louisiana không bắt được người nào mặc dù họ sử dụng công nghệ đắt tiền. Theo bản phúc trình mới nhất của tổ chức truyền thông bất vụ lợi có tên là Verit, sau 6 tháng, thành phố New Orleans đã cho phép sử dụng công nghệ nhận diện đắt tiền, thế nhưng lực lượng cảnh sát tại thành phố này vẫn chưa bắt giữ được người nào. Hội đồng thành phố New Orleans đã bỏ lệnh cấm sử dụng công nghệ nhận diện vào hồi năm ngoái sau khi bị sợ cảnh sát của thành phố cùng với thị trưởng là ông Latoya Central cùng với tổ chức công dân Coalition gây áp lực. Tuy nhiên, có người cho rằng công nghệ này không hiệu quả trong việc giải quyết tội ác. Giới hữu trách cho rằng, vào hồi năm ngoái, có người tranh cãi rằng việc bỏ lệnh cấm của hội đồng thành phố New Orleans đối với công nghệ nhận diện đó là bí quyết để giải quyết tội ác bạo lực. Thế nhưng, nay đã có kết quả thông qua AH Data Analysis, và những người đó đã sai. Cảnh sát tại New Orleans không bắt giữ được người nào bằng công nghệ nhận diện. Ông Andrew Tuozolo, chánh văn phòng nghị viên Helena Moreno, viết trên Twitter hồi cuối tuần qua. Hiện nay chưa rõ thành phố New Orleans chi ra bao nhiêu tiền cho công nghệ mới này, thế nhưng theo Rising Max, là công ty cố vấn công nghệ thông tin ở New York, thì chi phí sử dụng công nghệ nhận diện tương tự là vào khoảng từ 40.000 tới 50.000 Mỹ Kim. Liên quan đến thời tiết, thưa quý vị, sau 30 ngày, thành phố Phoenix của Arizona nóng trên 110 độ F và dự báo mưa mùa đến sẽ giúp hạ nhiệt. Đợt nắng nóng khắc nghiệt của lịch sử bao gồm vùng Tây Nam của nước Mỹ trong suốt tháng 7 sẽ bắt đầu dịu đi khi những cơn mưa gió mùa monsoon đến muộn. Đài NPR đã loan tin vào hôm Chủ nhật 30 tháng 7. Các nhà chuyên gia khí tượng dự đoán rằng vào ngày hôm nay 31 tháng 7, Cư dân ở vùng đô thị Phoenix sẽ bắt đầu thấy nhiệt độ xuống dưới 110 độ F, tức là 43.3 độ C lần đầu tiên trong vòng một tháng. Tuy nhiên, cơ quan khí tượng quốc gia cho biết, nhiệt độ ở Phoenix là thành phố sa mạc với hơn 1.6 triệu cư dân đã vượt qua mức 110 độ F trong ngày thứ 30 liên tiếp. Khoảng thời gian kỷ lục trước đó từ mức 110 độ F trở lên là trong vòng 18 ngày vào năm 1974. Nhiệt độ cũng được dự kiến là sẽ giảm bớt ở Las Vegas Albuquerque và thậm chí là ở thung lũng chết California, tức là Death Valley, nơi mà cơ quan thời tiết cho biết là mức cao dự kiến sẽ là 122 độ F. Vào ngày thứ Bảy được dự báo là sẽ giảm xuống còn 113 độ F vào ngày thứ Ba và có thể sẽ có mưa nhỏ. Còn ở tại California, dự kiến nhiệt độ sẽ ở mức là ba con số ở tại các khu vực vùng thung lũng của San Joaquin từ ngày thứ Bảy cho đến thứ Hai. Theo Dịch vụ Thời tiết Quốc gia ở Hanford, California cho biết, Dự báo ở tại Los Angeles, những cơn gió mạnh vào cuối buổi chiều được dự báo vào ngày thứ Bảy và Chủ nhật ở tại Santa Barbara County gây ra nguy cơ sẽ bị hỏa hoạn cao. Thời tiết nóng và khô cũng được dự báo là sẽ xảy ra ở các thung lũng, vùng núi thấp hơn và những khu vực sa mạc. Một người đàn ông say rượu vào một đại lý xe lấy trộm một chiếc xe sang trọng. Một người đàn ông bị bắt giữ sau khi đột nhập vào đại lý xe Ferrari lấy đi một chiếc xe trị giá vào khoảng 600.000 Mỹ Kim ông Michael Martini, 29 tuổi, bị bắt giữ vào cuối tuần qua để điều tra về ba cáo buộc, bao gồm tội phá hoại tài sản, trộm cắp và đột nhập. Nơi tên trộm này thực hiện những hành vi phạm pháp đó là một đại lý xe hơi sang trọng ở thành phố Salt Lake của tiểu bang Utah. Theo lời khai thì Martini khai nhận là anh ta đã dùng đá để phá vỡ kiến của tòa nhà, sau đó mở cửa một chiếc xe và nhìn thấy chìa khóa ở khu vực điều khiển trung tâm. Tài liệu không đề cập loại xe nào, thế nhưng cảnh sát nói rằng chiếc xe đó có trị giá ước tính là 600.000 Mỹ Kim. Tên trộm này đã khởi động chiếc xe và đụng vào bức tường kiến, sau đó lao xe vào bốn chiếc xe khác rồi đụng vào những cửa ra vào trước khi biến mất với chiếc xe sang trọng nói trên. Theo cảnh sát cho hay, sự thiệt hại của những chiếc xe bị đụng phải vào khoảng 100.000 Mỹ Kim. Cảnh sát tuần tra xa lộ tại Utah phát hiện tên trộm này đang lái chiếc xe trên xa lộ I-215 hướng tới thành phố Steak. Khi bị tạm giữ thì người này thừa nhận rằng đó là khoảnh khắc bốc đồng sau khi anh ta uống say cả ngày. Thành phố Seattle dọa sẽ đóng cửa hai khách sạn vốn chứa chấp mại dâm buôn lậu ma túy. Theo đài phát thanh địa phương là Como, chính quyền Seattle dọa đóng cửa hai khách sạn ở thành phố này bởi vì có dính lưu đến tội ác ngày càng gia tăng. Cả khách sạn Emoro Motel lẫn Sierra Inn đều ở trên đường Aurora. Hai nơi này là nơi chứa chấp tội ác như là mại dâm, buôn lậu ma túy, trộm cướp và tấn công. Sở Cảnh sát Sierra cho biết. Để giải quyết nhiều đơn khiếu nại về hoạt động hình sự ở tại hai địa điểm này, Sở Cảnh sát của Sierra và Biện lý của Sierra City cho hay, họ vừa gửi thư thông báo cho chủ nhân của hai khách sạn biết rằng đây là nơi thường xuyên gây ra nhiều phiền toái. Ông Adrian Diaz, cảnh sát trưởng của sở cảnh sát Seattle là người ký hai thông báo, trong đó nhấn mạnh hai khách sạn này có chứa chấp và tiếp tay cho hoạt động hình sự. Theo thông báo, Emerald Motel và Sierra Inn phải dẹp toàn bộ những hoạt động bất hợp pháp trong vòng 7 ngày nếu không sẽ bị đóng cửa. Mới đây nhất, hôm đầu tuần này, có hai thiếu niên bị bắt với cáo buộc buôn người ở tại Sierra Inn. Sau khi cảnh sát nhận được tin báo, họ giam giữ một phụ nữ ở đó để bán. Trong khi đó, tại Emerald Motel, cũng xảy ra hàng loạt những vụ tội ác gồm có tấn công, mại dâm, buôn người và thậm chí là một vụ giết người hồi tháng 5 năm ngoái, khi mà một thanh niên 26 tuổi bị bắn chết ở ngoài bãi đậu xe, theo đài truyền hình địa phương King Five cho biết. Và đó là những phần tin liên quan đến Hoa Kỳ, thưa quý vị. Sau một vài thông tin thương mại, xin mời quý vị theo dõi các bản tin Á Châu.